đóng về tôi đi. Không, tôi đi Mỹ tôi cũng phải ở lại. Sao kỳ anh Lomin, không có camera. Anh gửi yêu cầu cho em đi. Rồi ok. Rồi, em mời anh rồi. Thì tại sao 90% mà 100% bà con đi nước ngoài ở hải ngoại rồi muốn ở lại? Em chào anh. Hello, xin chào quý ông bà, anh chị em, các bạn trong diễn đàn nha. Sớm giờ anh Hello, cũng biết tôi chương trình đó, anh trả lời giùm em luôn đi. trước hết tôi muốn nói với anh Duy Hoàng như thế này. Tôi thấy anh nói chuyện rất là mâu thuẫn, anh nói chuyện nó không có rõ ràng, anh đưa ra những cái lập luận nó cũng không có rõ ràng. Anh còn tôi thấy anh nói về biển Biển Đông cũng vậy. Mỹ nào bảo vệ đồng minh của Mỹ ở Biển Đông? Anh thấy ở ngoài Biển Đông thì chỉ có hàng Philippines thôi, nó dính líu về vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa thôi. Anh thấy hàng Mỹ nó cũng bỏ rơi hàng Philippines chứ nó bảo vệ đâu. Khi mà Trung Quốc nó chiếm cái đảo mà bãi cạn, nó chiếm cái bãi cạn của hàng Phi đó, anh Mỹ cũng làm ngơ để cho nó chiếm luôn. Cho nên sau này ông tổng thống mới của ông Phi cũng mới đứng lên tức Mỹ chơi, bị Mỹ đâm sau lưng bỏ rơi. Hàng Mỹ nó làm chuyện gì nó cũng có quyền lợi của nó thôi. Còn Việt Nam á, tại vì anh không có hiểu về vấn đề mà quyền lợi của Mỹ, nó tới 5 trillion, là 5.000 tỷ, mà kinh tế của Mỹ, hàng hóa của Mỹ nó đi ngang trên cái Biển Đông đó. Hàng Trung Quốc mà nó cô lập cái Biển Đông đó là anh Mỹ chỉ có từ chết cho nó bị thương thôi. Cho nói cho anh biết, nó là như là cái xương sống của thằng Mỹ mà. Cho nên Mỹ nó phải buông Trung Đông ra mà nó quay về Việt Nam. Nó quay về Việt Nam để đặng mà nó sẽ ủng hộ Việt Nam để đặng mà nó dằn mặt Trung Quốc. Thằng Mỹ nó rất là cáo già, nó làm chuyện gì nó tính rất là xa, chứ không phải như anh nghĩ. Còn chuyện mà anh không theo đảng Cộng sản đó là quyền của anh đó. Nhưng mà tôi thấy anh mâu thuẫn là gì, anh dưới anh Texas đó, thì anh đòi là đảng Cộng sản phải sụp đổ, anh thấy không? Anh Texas nó lộ ra một cái nguyên hình của con người mà chống cộng của anh. Anh nói thì nó nghe có vẻ rất là có lý. Bởi vì tôi nói những người mà chống cộng ở hải ngoại, những người mà gọi là bao que đó, tôi không bao giờ tin tưởng bọn anh, không bao giờ. Cái lập trường của bọn anh lúc nào cũng vậy. Mấy anh dở những cái luận điệu rất là đạo đức thương dân trong nước, nhưng mà cái bản chất, cái cuộc sống của anh ở tại Florida nó còn nhiều sự cố. Tôi nói cho anh biết, ở tại Florida nó không phải là đơn giản đâu. Ngay cả cái tình hình nước Mỹ cũng vậy, nó là một hiệp Trung Quốc, cuộc sống của nó đủ thứ hết. Nó còn, tôi nói, nếu mà nói về dân chủ của Mỹ mà anh đem áp dụng vào trên Việt Nam đó, anh Huy Hoàng, dân Việt Nam chỉ có ngồi đó mà khóc thôi. Bởi vì những cái luật pháp của Mỹ nó rất là khắt khe, nó có cả một rừng luật, chứ không phải là giỡn đâu. Mấy anh ở bên kia, mấy anh đòi dân Việt Nam trông tốt hơn, mà trong khi đó mấy anh ở bên bờ đại dương, ở bên nước Mỹ, mà anh phải cày, mà anh phải làm, mấy anh phải sống rất là vất vả. Rồi mấy anh về Việt Nam ỷ mấy anh cầm được những đồng đô la đó, thì mấy anh nghĩ là dân Việt kiều của bọn anh đó là ngon đó. Giờ dân Việt Nam trong nước nghèo khổ thế này nữa, xin lỗi, không dám đâu. Tôi không phải đả kích anh cá nhân anh, nhưng mà đó là sự thật. Bởi vì tôi thấy những lời tác chat của anh ở dưới nó đi ngược lại những gì mà anh nói ra, nó hoàn toàn không đúng với con người của anh. Còn chuyện mà tôi nói anh, cha anh của chúng tôi là những người cộng sản, thì dĩ nhiên là chúng tôi binh vực về những lẽ phải của người cộng sản chúng tôi, đó là chuyện bình thường thôi. Cũng như anh theo chế độ cũ thì anh binh vực chế độ cũ, anh công nhận anh là bao que mà. Cái vấn đề tôi nói cho anh, cái chế độ cũ nó đã không còn nữa rồi, nó đã bị giải thể rồi. Ông Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng, giải thể cái chế độ Mỹ, nó đã giải thể cái chế độ thối nát đó rồi. Rồi mấy anh, những người như bọn anh nó chỉ ngoan Anh lại cố, muốn nói chuyện. chỉ ngoan cố, gọi là ngoan cố để đặng mà cố gắng mà làm cho nó sống Ý tôi lại. Duy Hoàng. Duy Hoàng muốn lên tí nữa lên cho anh là mình nói với anh. Rồi anh giải thích gì Mà anh giải tôi thích. thấy anh trong khi đó anh về Việt Nam rất là nhiều. Tôi nói cỡ như Việt kiều bọn anh mà về Việt Nam chơi không lại dân Việt Nam trong nước tụi tôi đâu. Tụi tôi chơi ngày này qua ngày nọ, tuy là tôi đang ở Mỹ thật, nhưng mà ở Việt Nam tôi cũng về sống được 9 năm rồi, tôi sống ở trong nước. Mấy anh chơi không lại tụi tôi đâu. Tụi tôi có thể chơi ngày đêm, ngày này qua ngày nọ vẫn còn được. Mấy anh cầm đô la Mỹ mà anh về Việt Nam, mấy anh chơi chừng, tôi nói mấy anh chơi chừng 2 tuần là mấy anh cháy túi, 1 tuần thôi mấy anh chơi theo cỡ dân Việt Nam trong nước là mấy anh chỉ có chạy thôi, bỏ chạy, bỏ của chạy lấy người thôi, chứ đừng có nói. Còn chuyện mà
Mà anh nói là anh không theo đảng nào, tôi nói cái đó là quyền của anh thôi, nhưng mà trong chính trị phải có cái lập trường. Đối với tôi như vậy, một là theo cộng sản, hai là theo các thế lực thù địch, chỉ có vậy thôi, chứ không có thể nói là tôi không theo ai hết. Vậy anh là cái gì? Nhưng tôi nói trong vấn đề mà phép tắc, trong vấn đề mà quân đội hay cái gì cũng gì nữa, rồi ở ngoài tiến đầu những người như anh là lôi ra bắn bỏ tại chỗ, là trước sau những người như anh cũng phản bội lại. Tại sao những người anh chỉ có Phải có lập trường, một là phải có anh lập sung trường. phương lên, hai là anh nói anh cứ lùi 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 hay nửa này nửa kia, trước sau anh cũng quay qua anh bắn đồng đồng đội à. Thành ra không có được, chính trị là phải có lập trường, không có Phải lập chập trường chập dựng lập trường theo á bên thì nào anh thắng đừng có bên. làm chính trị. Còn vấn đề mà chửi đó, chửi phải có văn hóa, chửi phải có văn hóa đó. Còn đối với những thành phần chống cộng nói với anh Vinh Độ, vấn đề không phải mình chửi đừng chửi bậy thôi, mình chửi chửi có văn Dạ. hóa. Những người chống Dạ cộng đúng họ rồi. cực đoan lắm chứ không phải giỡn đâu, họ rất là mưu mô và xảo quyệt. Cũng Tôi tập chửi với mà chỉ bọn mới họ có mười văn mấy năm hóa. nay rồi, tôi biết họ rất là mưu mô, họ dùng những cái lý trí này, những lý trí là họ dụ, họ khiến cho như kêu các bạn phải chùn bước và lôi là theo họ. Các bạn nhìn thấy những cái diễn đàn mà chống cộng ở trên Facebook và những diễn đàn khác không, cực kỳ dã man, phải tôi phải dùng cái sự như vậy chứ không phải đơn giản. Nhưng mà mình chửi lại với họ, mình chống lại những luận điệu xuyên tạc của họ để rằng họ không có phá hoại tuyên truyền những cái sự bậy bạ vào trong đất nước của mình. Nói chung Việt Nam bây giờ đổi mới, đất nước Việt Nam đang hòa đồng và hòa nhập với cộng đồng thế giới. Việt Nam hiện nay là ngoại giao có nói là gần 200 quốc gia chứ không phải là ít đâu. Việt Nam đâu phải là một đất nước bình thường như ngày xưa. Việt Nam đang vươn mình, đang đổi mình, trong khi đó các anh đang sống ở ngoài. Tôi thấy có một số người như Laura Nguyễn cũng vậy, đòi hỏi Việt Nam thế này, tôi muốn người dân Việt Nam trong nước tốt hơn. Tôi không biết Laura Nguyễn ở ở ở nước nào, chắc là dân Việt kiều Mỹ nữa quá. Mấy người đa số tôi thấy Việt kiều Mỹ, tôi nói nhiều khi nó đụng chạm hết. Mấy người rất là nổ, mấy người rất là nổ công cuộc phát triển đổi mới. Em không đồng ý với anh Minh Độ ở chỗ lĩnh vực này. Công việc phát triển và đổi mới đất nước Việt Nam hiện nay, tôi nói là chính người dân Việt Nam trong nước chứ không phải là những người hải ngoại. Những người Việt kiều ở hải ngoại chỉ là một phần thôi, mà Dạ. đại đa số những người dân Việt Nam trong nước, chính họ là những người đổ mồ hôi, đổ nước mắt ra để mà xây dựng đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Ngay cả tôi nói những người đi bán vé số, những người đi bán bưng, những người bởi vì đồng tiền của họ và mồ hôi nước mắt của họ đổ vào trong cái xã hội, xây dựng một cái xã hội tốt đẹp. Chứ đừng có nói là Việt kiều hả, cầm tiền về là chỉ biết ăn chơi thôi, rồi làm cho cái xã hội nó phải nói là nó loạn hơn, Rồi, gửi tiền là về hơi cho thân cũng nhân hơn. ăn, Đúng rồi rồi. thân nhân giành lộn chém giết với nhau, cũng Việt kiều. Biết bao nhiêu những vụ án Việt kiều ở Việt Nam, người thân gửi tiền về chỉ biết ăn chơi. Tôi nói với anh Minh Đỗ này, tôi nói là đất nước Việt Nam mình ngày có được hôm nay là do chính những người dân trong nước họ góp phần xây dựng. Tôi về tôi sống 9 năm tôi thấy họ lao động cần cù, những người họ làm nông, những người họ bán bưng, họ 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 trồng trọt nông sản và thủy sản, từng con tôm con cá họ xuất khẩu, họ đem đến cái nguồn lợi cho quê hương đất nước. Họ là những bàn tay gọi là xây dựng đất nước không mỏi mệt, chứ không phải là Việt kiều đâu. Đừng có nghĩ đồng đô la mười mấy tỷ của Việt kiều là ngon, kiều hối gửi về là ngon, nó cũng là một phần nào thôi, không phải là mình không công nhận. Cái đó là chuyện dĩ nhiên và bình thường. Tôi nói nếu có ông Việt kiều nào mà gửi cái tấm ngân phiếu hay gửi cái tiền mặt thẳng vào trong cái ngân sách quốc gia không, gửi về tôi gửi cái này cho đảng cộng sản không, không dám Dạ đúng đâu, rồi. Đó. đâu ai gửi gì đâu. Mà mấy anh gửi về về mấy anh đem về mấy anh ăn chơi, tại vì ở Việt Nam đồng đô la nó có cái giá trị quá lớn, mấy anh mới cầm về Việt Nam. Còn trong cái đồng đô la đó mấy anh xài ở tại Mỹ là mấy anh cũng chết chắc thôi, làm bao nhiêu là nó vô hết bấy nhiêu thôi. Chứ đừng có nói tôi lúc nào tôi ủng hộ người dân trong nước, còn Việt kiều là Việt kiều là tôi nói thiệt tôi không thích cái chữ Việt kiều chút nào chứ. Và hồi nào Em giờ đâu có mặc giờ dù em mình đâu sống kêu mà Việt kiều tôi thích đâu. Việt Nam, mà tôi thấy tôi về Việt Nam tôi sống và làm việc với người dân Việt Nam trong nước, tôi thấy thương lắm. Người dân của mình tôi đi từ những vùng sâu vùng xa, tôi các bạn biết tôi vô những cái hồ đồng hồ Trị An, những cái dòng ven hồ tôi làm ăn trong đó. Mà hồi trong đó tôi thấy họ sống, họ đi bắt tôm bắt cá, họ sống cần cù và lam lũ, họ làm ăn, chính họ là những người góp bàn tay xây dựng.
Chính những người như Nhiên hay là anh Minh Đỗ là những người đang góp bàn tay xây dựng đất nước ngày một tốt đẹp hơn. Đừng nghĩ rằng đồng đô la đổ về là mấy anh làm cha, là mấy anh muốn chửi ai, mấy anh chửi, mấy anh muốn ngon là ngon, mấy anh đổ về mấy anh toàn là Nuôi gia đình với anh, nuôi gia đình với anh với chị, anh không chứ cộng sản nào mà giữ. chứ đừng có lên đây mà kể công quan đường cộng sản tốt, cộng sản tôi muốn đất nước người dân tốt hơn, dám đâu. Tôi nói Em hỏi anh xưa nha, Diễm ơi, em hỏi anh một câu này nè, khi mà họ gửi tiền về mà bên giờ về chợ đen đi, theo em nói gì là cầm một được cái số điện thoại thôi, người ta gọi về về gia đình mình là ta đem tiền tới nhà cho mình, có phải mình cầm tiền đô đó mình ra tiệm vàng mình đổi không, cái tiền đô đó phải vô tiệm vàng không, cộng nó sản toàn là nó xây, thì không? biết rằng cái đồng tiền đó nó cũng xây trong cái kinh tế, nhưng mà đừng có lấy cái đó mà đem ra mà kể công quan đường. Mấy tiền đó tôi thấy vô lý, vô lý. Mấy mấy ông Việt kiều lúc nào cũng nói tiền của tôi gửi về, nói tiền anh gửi về anh gửi cho ai, anh gửi cho thân nhân bà con của anh, cái đó là cái thực tế nhất. Hay là anh làm ăn, hay là anh chi tiêu anh xài, cái đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà hàng Mỹ nó cũng cần những đồng tiền ngoại tệ của nó, như đồng tiền của nó của biết bao nhiêu cả thì cộng đồng thế giới đổ vào trong nước Mỹ của nó mới sống được ngày hôm nay. Hàng Mỹ, cả cái nước Mỹ bây giờ là ai? Toàn là người nước ngoài làm chủ mà. Theo tôi biết thống kê là khoảng khoảng 70%, hơn nữa tôi nói, hơn tôi nói 70% đi cho khiêm nhường đi, là nước Mỹ làm chủ toàn bộ, là do nước ngoài làm chủ mà. Từ những công ty hãng xưởng, từ những cây xăng, từ những xí nghiệp toàn là nước ngoài làm chủ không mà. Thằng Mỹ mà nó không có nước ngoài làm chủ là nó chết chắc. Bây giờ mà cộng đồng thế giới mà rút ra không không làm ăn. Cho em hỏi anh cái này nè, anh trả lời giùm em. Bởi em cũng là giống ý anh nữa. Bây giờ em hỏi anh nè, hồi nãy có mấy người vô đây còn nói là 90% và 100% là những sinh viên học sinh đi qua bển học rồi làm ở bển là ở lại làm hết 100%. Dĩ nhiên ở bển là cái đồng lương nó cao hơn, làm ở bển ăn đem tiền về xây dựng quê hương mà giúp gia đình mà, dĩ nhiên em cũng phải ở lại thôi, đúng không? Theo Anh nói anh nghĩ với nó nói gì đúng không? Nhiên gì nè, đa Dạ. số những người mà chống cộng, những người mà chống phá xuyên tạc đất nước, họ không hiểu về vấn đề du học sinh. Bởi hôm kia anh có chia sẻ với Quốc Quân một số anh em á, họ quên đi. Các bạn vào trong Google, các bạn gõ student exchange, tôi không biết tiếng Việt nó dịch ra, các bạn đánh du học sinh thì nó có nói nó có ra không. Cái vấn đề du học sinh á, nó đã có từ hồi thời thời Nhật. Nhật là cái thằng khởi xướng. Du học sinh không có nghĩa là người ta đi ra là người ta phải đi về. Du học Yeah. sinh thì mục đích những quốc gia đó họ đi tìm nhân tài, họ đi tìm những người tài giỏi có nhân lực để đặng qua quốc gia họ, để họ huấn luyện, họ dạy và có thể ở lại nước, họ sử dụng ở lại quốc gia của họ và họ để đặng làm việc. Chứ không phải là du học sinh có nghĩa là đi ra nước ngoài tôi đi học là tôi phải đi về. Có những người họ phải học lại, họ phải tu nghiệp một thời gian, họ phải làm, họ phải có kinh nghiệm họ mới quay trở lại Việt Nam. Tôi nói giống như tiến sĩ Trần Vinh Dự là một, rồi tiến sĩ về về Việt Nam chế thuốc, rồi những bác sĩ, những người đó một thời gian khi mà tay nghề và kinh nghiệm của họ, họ cảm thấy đối với họ quê hương đất nước còn đang cần họ thì họ quay về thôi. Còn cái chuyện đâu phải du học sinh qua bên kia chuyện người ta ở hay người ta đi hay người ta làm gì, cái đó là là do quốc gia sở tại họ chấp nhận. Chứ mình đừng có đem cái đó ra mình xuyên tạc. Cái đó là do sự kém hiểu biết của những người chống cộng, vô cùng kém hiểu biết. Tôi nói những người mà các bạn là những người chống cộng, đánh cái chữ student exchange, bên Việt Nam mình gọi là du học sinh đó, nó hoàn toàn không phải như như những người chống cộng nói, nó hoàn toàn không phải như vậy. Đừng có đem cái đó mà ra mà là đánh gọi là làm mù mắt những người khác, làm mờ mắt những người mà người ta nghĩ là du học sinh như thế này thế nọ, sai lầm vô cùng. Cái đó là qua mơ hồ và không đúng sự thật. Rồi. Xong bây giờ anh trả lời cho em xong rồi, em gái không biết cái gì em cứ hỏi à, nó thật sự nhiên nó thật với bà con mình nha. Mà khi mà có những cái anh cũng như là Di Hoàng hồi nãy trả lời cũng cũng là sự thật đó, có một cái điều là còn chưa được ý muốn nhân nhiên, và anh Lô Minh là người bên hải ngoại á, là sinh sống bên đất hải ngoại, khi mà các anh mà trả lời sự thật á, hầu như nhiên á rất là quý mấy anh, mà hầu như là nói chuyện ra là muốn ứa nước mắt luôn á, rất là quý. Nhưng mà tại vì kỳ rồi anh Long Minh ổng cũng có nói bức xúc quá, ổng lên làm một clip, trời ơi mấy anh mấy chị ở hải ngoại chống cộng nó, trời ơi thấy ảnh nói hăm giết hăm, yêu cầu có một đêm qua một đêm sau thôi, ngoài sau thôi, ta nói anh Long Minh nó
sáu mươi mấy ngàn lượt xem rồi chống cộng của bển nó đi tìm ảnh. Trời ơi, trang nào đi lên tất cả trang chống cộng là có mặt anh Lôi Minh trên đó, đòi bắn đòi giết tao sẽ tìm mày đó, thấy chưa cả nhà, thấy không? Cái sự thật mà anh Lôi Minh lên nói thôi là như vậy. Rồi bây giờ cho em hỏi anh cái chuyện này nè, em cũng đi lòn lòn ở trên YouTube, khi mà em không biết tiếng Anh biết không, em lên YouTube em bấm bà con đang sinh sống ở hải ngoại thế nào thì nó nhảy lên tùm lum tà la và những người làm neo. Thì em hỏi có một lần nào đó cỡ đây 2 năm em bấm lên em thấy một không biết là cái tiểu bang nào mà trên đất nước Mỹ nha, thì bà con người lớn tuổi cao tuổi anh rất là khổ mà cũng ăn cơm từ thiện nữa, có phần đó không anh, kể cho em nghe cái phần đó đi, em cái thấy có chuyện một đó là cái chuyện đó là hơi bị nhiều. Nói chung ở đất dạ Mỹ hiện nay nó có tới mấy tiểu bang không bang. khoảng hơn 41 triệu người đang sống trong nghèo khổ, còn những cái mà vấn đề họ ăn cơm từ thiện là hơi bị nhiều. Cái chuyện đó là Dạ. bình thường thôi, nói chung đâu phải Mỹ là thiên đường đâu, đâu phải Thì đó. Mỹ thấy những người khác họ chạy xe hơi, đường xá đẹp, tòa nhà biệt thự Las Vegas khi màn đêm buông xuống thì nó lung linh ánh đèn đó. Bên sau đó, bên bên phía sau đó cũng biết bao nhiêu những con người đang khổ sở. Không phải như vậy đâu. Tôi nói bây giờ không lẽ bây giờ tôi cầm cái máy này tôi đi, tôi lái xe tôi đi đi ra ngoài những góc đường ngã tư có những người đang đứng, họ đang xin tiền. Mà những người này họ còn ở cái tuổi lao động, tôi nói cả người Mỹ đó, hay là xuống dưới những cái trung tâm downtown của những cái thành phố thị trấn lớn đó, thủ đô của cái nước Mỹ, gọi là mỗi tiểu bang nó có cái thủ đô đó, cái capital đó. Xuống đó trung tâm thành phố các bạn sẽ thấy già trẻ bé lớn họ ngồi lưu nhiêu lóc nhóc dọc theo những con đường chờ xếp hàng ăn cơm từ thiện, chờ ngủ từ thiện, chờ Tiểu cuộc bang sống. Đâu nào phải anh nhớ không anh, anh tôi Long anh Minh nói với em biết tiểu bang nào cũng có. Bây giờ có anh nói cơm với từ em, thiện đừng có hỏi cũng ở tôi là Việt tiểu Nam bang mình đúng không nào. anh? Bây giờ anh nói với em nha, bây giờ những người mà Cali chống cộng, bây giờ ra ngay Nghi Bô Sa, Lý Đồ Sài Gòn, ngay chỗ chợ Bến Thành, phía sau chợ Bến Thành, anh bảo đảm 100% luôn, không có, nếu mà không có gì anh sẽ bỏ máy, anh không chơi Facebook nữa luôn. Đó, người Việt của mình đang sống gọi là ôm những cái túi ngủ ở những cái vách hè chợ ABC, chợ Bến Thành ở ngay Bô Sa. Có những lúc anh đi sang đó anh thấy hả, có người hả, thấy tội lắm kìa. Ông già thì cầm cái đờn hát, anh cứ ngửa anh cứ tưởng là ở đang ở Việt Nam không, mà cầm cái đờn hát, đứa con thì cầm Anh Di Hoàng cái xin lỗi phao anh từ kìa, Di Hoàng xin hả. lỗi anh kìa, anh Di Hoàng xin lỗi anh kìa. Không không không, anh không có phải xin lỗi, tại vì mọi người có cái lập trường. Tôi nói với anh Di Hoàng, anh có tấm lòng, nhiều khi anh chơi với mấy cái tụi mà chống cộng nhiều quá anh bị nhiễm họ thôi. Tôi biết anh muốn đất nước tốt hơn, tôi biết, nhưng mà cái tư Dạ duy của anh cái tấm nó chưa có được anh nói chuẩn, chuyện này em nó ngưỡng chưa mộ có được anh đó. chuẩn thôi. Tại vì tôi, đối với tôi con người tôi thẳng thắn lắm. Tôi nói với anh Di Hoàng, tôi sống với người Mỹ mà, tôi chưa bao giờ sống với người Việt đâu. Người Mỹ họ dạy cho tôi dignity, integrity and honesty, là anh phải sống, anh phải nói, anh phải thật, anh phải sống thật. Anh muốn thành công trong một đất nước xã hội Mỹ, anh phải thật. Dạ. Anh không cần phải xin lỗi tôi đâu. Cái lập trường của anh thì anh cứ giữ. Nếu khi nào anh cảm thấy cái chi nào mà anh tìm được cái lý tưởng mà đúng đắn của anh á, thì anh cứ sống theo thôi. Chứ tôi không phải lên đây là để lôi kéo anh Anh Lô trở Minh. về với bên phe của tụi Anh tôi. Lô Minh ơi, bây giờ một chút nữa em đưa cái mật khẩu với cái Gmail của em. Anh sợ ngại, anh lấy cái Gmail em, anh đăng nhập vô, anh quay cái clip trực tiếp cho bà con người ta thấy. Có cái anh Tấn Không thì bữa Thùy nào như nào. em live stream đi, bữa nào em anh sẽ quay, bữa nào em live stream lên rồi hẹn rồi anh sẽ quay anh đi. Cái này mình không phải mình nói xấu nước Mỹ, tại vì nước chính người Mỹ họ cũng đã nói xấu họ chứ không phải là không. Nếu các bạn Dạ. coi những cái chương trình của ông Limbert, Dạ. ông này hả, ông chửi Mỹ hơi bị dã man á. Các Dạ. bạn mà nghe ông chửi nước Mỹ, ông chửi những cái thành phần chính trị và cái xã hội nó bị gọi là thối nát đó. Ông chửi hơi bị ghê, ông chửi tới Anh. nỗi mà bên cái phía mà đảng mà Cho em hỏi anh cái ông nói đó cái đó, á, ông có trên YouTube không? Ông có trên YouTube ông này ông có cái đài radio của ông lớn lắm em, ông có cái đài để anh tìm ra cho ông Limbert. Ông chửi Mỹ hơi bị ghê luôn, tới nỗi cái đảng Dân Chủ nó phải năn nỉ ông, nó kêu ông làm ơn ông bớt bớt lại. không? Mấy cái đài tin tức hồi xưa nó thê ông làm gì, ông nói sự thật quá đó, cái nó kêu ông nó kêu ông, nó không dám cho ông nói trên cái đài của nó. Bây giờ ông phải lập cái đài riêng của ông gọi là Limbert, Russell Limbert, chứ không phải ấy đâu. Chứ không phải nước Mỹ không, người Mỹ họ sống thực tế và thực dụng lắm, chứ không phải giống như một số các bạn mà lên đây chống cộng rồi đổ lỗi cho nhà nước Việt Nam thế này nọ.
Tôi nói anh chị các bạn, người cộng sản họ đã cởi mở, người cộng sản chúng tôi đã cởi mở để mở rộng ra để đặng mà hòa đồng với các bạn, nhưng mà các bạn không chịu. Đảng Cộng sản Việt Nam xây cầu hòa hợp hòa giải thì các bạn xây tường lại ngăn cách. Tôi nói anh Huy Hoàng, anh suy nghĩ, anh nhìn những cái cộng đồng chống cộng ở ở bên Mỹ đi, như nồi cháo heo vậy. Tôi nói như nồi cháo heo. À đó, toàn bây giờ là em hỏi anh rồi đúng không? Hả? Em hỏi anh rồi thì bà con cũng đã nghe rồi, không phải riêng gì ở Việt Nam mình, nó là ung thư, ở bên Mỹ ung thư nhiều hơn Việt Nam đúng không? Nói chuyện ung thư hả? Ờ Là à, anh nói ra hỏi chúng đề tài nữa rồi. Sao em khui nhiều ừ đề tài quá vậy? Anh nói cho em em biết nhiều đề nha. tài lắm. Mỗi một năm Mỹ có 1.600.000 khoảng hơn 1.600.000 người bị bệnh ung thư và Đó. hơn 595.000 người chết. Ung thư, thằng Mỹ nhìn nó cái gì cũng cũng sạch sẽ, cái gì cũng thấy nó đẹp đẽ, nhưng mà bệnh ung thư hơi bị nhiều, tại vì nó là quốc gia công nghiệp, nó xả thải ô nhiễm môi trường đứng đầu thế giới. Bởi vì thằng Mỹ nó đâu có dám ký cái hiệp định mà cái ô tô của thằng Nhật đâu, vừa rồi nó ký, nó đâu có dám đâu. Cái hiệp định đó là giết chết thằng Mỹ, giết chết nền kinh tế thằng Mỹ. Vừa rồi ngay cả ông Trump, ông đi dự cái hội Anh nghị mà môi Duy trường đó, Hoàng nghe ông cũng không? đâu dám ký đâu. Ông Anh bác Duy Hoàng liền, đang ở nước bác ngoài liền. nghe rồi đó. Nhiên biết không? Ông bác liền. Anh nói cho Nhiên biết hả? Nếu mà đưa ra thống kê, những gì anh nói là dựa trên thống kê của Mỹ, chứ không phải là anh bịa đặt ra, không phải là anh lên trên phơ mạng này để show up, để nói cho Nhiên được khen anh lợi, hay mọi người vỗ Không, tay để mọi người em không mà thích ca ngợi, để được bao nhiêu người mà em ủng á, hộ cho anh em không? nói một câu nè, em nói một câu nè, anh biết cái tính em rất là thẳng thắn rồi, em muốn sự thật đã đưa vào đất nước Việt Nam mình cho bà con trong nước các em biết đến là cái xứ đất nước Mỹ và xứ đất nước Việt Nam, coi đất nước nào ung thư nhiều hơn. Mà em chỉ đọc báo không mà em nói Ui, đất nước Mỹ ung thư nhiều hơn, đúng rồi. ui, nói chung Cảm là ơn nói anh. tự nhiên biết những cái quốc gia mà phát triển đó là nó bị ung thư ngay, cả Anh quốc cũng vậy. Hằng những cái quốc gia nào mà gọi là quốc gia phát triển đó, quốc gia phát triển đó là những quốc gia đó ung thư hơi bị nhiều, tại vì nó là quốc gia công nghiệp mà nó xả thải. Hằng Mỹ nó xả thải ghê lắm, nó xả thải ô nhiễm, nó cũng kiếm cách này cách kia để đặng mà nó bịch bên này, nó bịch bên nọ, nó bịt bên nào bên kia, nó che mắt này qua che mắt thọ thôi, chứ nó đang xả thải. Bây giờ ngày xưa nó xả thải rất là vũ bạo, sau này thì nó đưa qua Trung Quốc nó khôn lắm, sau này nó thấy nó xả thải nhiều quá, khi mà nó làm ăn được Trung Quốc, các bạn biết nó lấy xà lan đó, nó chở những cái mà nuclear, mà những cái loại mà nuclear mà nó phế thải ra, tại vì khi mà nó chế biến ra thì nó có xả ra những cái thải mà phóng xạ đó, radiation đó, chợt xà lan nó đi đổ. Không á, nó vô thùng nó đem ra bài biển Đông, bài biển á, nó vô thùng nó đắm như gì đó. Chứ ảnh cũng dữ dằn lắm chứ không phải giỡn đâu, anh Mỹ mà. Nói chung mà nó là cường cường quốc siêu, nó là siêu cộng sản, mình thì không bằng anh Mỹ đâu. Anh Mỹ gọi là siêu cộng sản, ảnh dữ dằn lắm. Em Tại đang vì nghiêm sẵn, người sống ở em ở nghe anh Mỹ, nhiều lắm. nhiều người sống ở Mỹ, tại vì cái đời sống vật chất á, nó làm cho mình bị mù mắt thôi. Như như anh Huy Hoàng, anh sống ở bên đó, tôi nói với anh cũng phải đi làm, anh phải đi làm, tôi nói thiệt với anh đi làm đầu tắt mặt tối. Tôi nói với anh nha, tôi khuyên anh một cách chân tình nha, anh làm, anh có tiền, anh kiếm số vốn đi, anh về Việt Nam anh sống, bây giờ anh hơi bị ngon luôn á, anh kiếm một miếng đất chừng vài mẫu thôi, anh làm nông nhẹ nhẹ thôi, là vợ hay cái hai vợ chồng hay anh có vợ đó, để tôi cứu anh nữa, tôi dụ anh này đó. Là anh về Việt Nam, man, tôi nói anh cái sáng làm, chiều nghỉ ngơi cà phê cà pháo, hay là sáng cà phê cà pháo với chiều anh em ngồi lai ra giày bác sĩ chơi, nó Đúng tình thương mến thương. Tuy rằng Việt Nam nó cũng có những cái vấn nạn của xã hội, ăn thua cách mình sống thôi. Tôi về Việt Nam tôi sống được 9 năm rồi, hơn 9 năm rồi đó anh Huy Hoàng, Duy Hoàng. Tôi nói với anh bây giờ anh đi bất cứ nơi nào không bằng Việt Nam đâu. Tôi nói với anh cầm đô la anh đi qua Hawaii anh còn chết chắc luôn. Hawaii nó còn đắt đỏ hơn, Hawaii nó có cuộc sống giống giống Việt Nam về khí hậu và đời sống bên đó đó, cái môi trường á, mà anh qua đó anh còn chết nữa. Cái xứ là xứ du lịch mà. Mà bây giờ nói chung có tiền biết làm ăn về Việt Nam là nhất nhất. Hiện nay có 9.600 Việt Kiều, doanh nhân Việt Kiều đó, đổ vào Việt Nam làm ăn với cái số vốn gần 10 tỷ,
các bạn biết tôi nói này là có thống kê hết chứ không phải tôi bịa đặt ở đâu. Và tôi về Việt Nam tôi cũng giao lưu và gặp một số anh em, những người ở hải ngoại, người ta về đó, người ta mua đất, người ta trồng dừa hả, bây giờ hả, về Việt Nam Đúng ông lái xe hơi tới ô rồi, đúng rồi tô đó, ông đi dừa đấy, dừa. vô me ở Tây Ninh á, ông ở Tây Ninh á, ồ ông chồng ông mua 10 hecta đất mà ông trồng dừa lên, nó bán đến nỗi mà không kịp phân phối luôn, không kịp để phân phối luôn, bây giờ ông phải mua thêm nữa, me thấy đã sợ. Còn có người thì nói chung đa số bây giờ nông nghiệp Việt Nam được ưu đãi rất là nhiều đấy, tôi nói nông nghiệp Việt Nam mà ưu đãi mà lỡ mà bất động sản mà nó nhảy một cái thôi là vô mánh. Việt Nam còn ở nước ngoài bây giờ là hết rồi, nước nước Mỹ nói thôi, câu theo câu tiếng Anh đó, American Dream is over, có nghĩa là cái cơ hội nước Mỹ bây giờ hết rồi, các bạn làm cỡ nào làm bây giờ đời sống nó khó khăn, công ăn việc làm bây giờ nó đòi hỏi trình độ học vấn rất là cao. Tôi nói các bạn biết, nếu mà đi làm cho công ty Mỹ nó đòi hỏi trình độ học vấn rất là cao, phải có bằng cấp. Còn mà đi làm, tôi nói đi hơi quá đáng chút, đi làm cu ly tất tần tật, làm cứ làm ăn trước trả sau, mua bill mua này mua nọ trả bill mà xỉu luôn. Tôi nói đây không phải là mình chê bai nước Mỹ hay là nói cái thôi về Việt Nam sống đi, dĩ nhiên người tôi ngu sao không về Việt Nam, tôi về Việt Nam mà tôi nhập tịch Việt Nam luôn chứ không phải như vậy nữa. Không phải là không sống ở Việt Nam, dĩ nhiên rồi, trong khi đó mình về như vậy đó, mình tạo được công ăn việc làm cho người dân trong nước nè, mình tạo công ăn được việc làm cho người thân của mình nè. Đấy. Chứ đừng có ngồi đó bây giờ chấm cái gì, bây giờ chấm cái gì, bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ người ta vươn ra khắp cả thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam đâu phải như ngày xưa đâu, bây giờ người ta đã biết làm kinh doanh kinh tế, biết đi ngoại giao, đường lối phát triển đổi mới. Ngày xưa thì mới đất nước mới thống nhất, chỉ họ chỉ giỏi, người cộng sản chỉ giỏi về vấn đề mà gọi là chiến trường thôi, cho đánh giặc thôi, thì chưa làm kinh tế giỏi. Nhưng mà bây giờ người cộng sản Việt Nam đã vươn lên cùng với bạn bè thế giới để mà làm ăn kinh tế ngoại giao, để đẩy mạnh đất nước, để cho xã hội ngày được một tốt hơn. Phản đối là bày tỏ sự hiểu biết, không ai không 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 đồng tình với điều đó, nhưng mà đừng có phản đối một cách mà mù mờ để mà là làm mờ mắt thiên hạ. Đừng có đem cái đồng đô la Mỹ hay đồng đô la Ugo ra mà dọa người dân trong nước hay là dọa cộng sản, cái đó là các bạn sai lầm. Tôi nói anh chị các bạn, người cộng sản Việt Nam hiện nay đi đi cách chục bước những người chống cộng, chứ không phải là giỡn đâu. Có nhiều người tại thấy tại sao ở Việt Nam hiện nay một số thành phần chống đối nhà nước mà không bị bắt, bắt làm chi, những thành phần nào chí nào mà nó làm tổn hại đến an nguy quốc gia quá lớn thôi mới bắt thôi. Còn những thành phần mà giống như là cặn bã thôi, bắt làm gì vô mất công phiền phức, nó la nó khóc tối ngày rồi phải dỗ nó nữa. Còn chuyện ở Mỹ, tôi nói chuyện ở Nói Mỹ là chuyện chuyện ở Mỹ là chuyện nghìn lẻ một đêm, không phải qua Mỹ là các bạn được lên thiên đàng. Tôi nói không phải tôi nói xấu nước Mỹ, nó nói các bạn mà dở tin tức lên hàng ngày đi, đừng có ngồi đó mà ôm những cái đài của Việt Nam tuyên truyền của những thành phần chống cộng ở bên Mỹ. Bây giờ tôi không nói bao que hay gì, tôi nói với thành phần chống cộng bên Mỹ đi, nói với anh Vinh Đổ vậy đó cho nó hài hòa một chút đi, tại khi mà ôn hòa thì tôi sẽ ôn hòa, khi mà cực đoan tôi sẽ cực đoan. Con người của tôi là như vậy, con người tôi là chính trị rõ ràng, khi tôi cực đoan dưới những thành phần cực đoan, khi tôi ôn hòa dưới những người biết ôn hòa, tôi là như vậy. Không phải nắng bề nào mình che bề đó, nhưng mà hãy bạn ôn hòa với tôi ôn hòa với bạn, còn bạn cực đoan tôi sẽ dùng những chiêu cực đoan với bạn và mạnh hơn nữa. Đối với tôi là như vậy, chính trị phải rõ ràng, phải có lập trường, chứ không có thể mà bên này bên nọ được. Còn không thì anh chỉ là người dân thôi, anh chỉ là người dân, anh góp ý kiến thôi, anh đừng có đem cái mà đòi giật sập chế độ, hay là anh mới vừa nói anh không phải là Thay chống đổi cộng phải đảng chế nào mà độ, anh đòi giật sập chế độ là tôi thấy là không được rồi, là anh không anh được Duy rồi, Hoàng rồi đổi chế bên độ. họ được. Còn không thì anh chỉ là người dân thôi, anh chỉ là người dân, anh góp ý kiến thôi, anh đừng có đem cái mà đòi giật sập chế độ, hay là anh mới vừa nói anh không phải là Thay chống đổi cộng phải đảng chế nào mà độ, anh đòi giật sập chế độ là tôi thấy là không được rồi, là anh không anh được Duy rồi, Hoàng rồi đổi chế độ lại, và đâu mong được, muốn chế độ gì đâu có là được. phải sụp đổ là đâu có được. Là như vậy là anh có cái tư tưởng chống phá, anh có cái tư tưởng là thù hằn người cộng sản, trong khi đó người cộng sản đang đang hòa hợp hòa giải với các anh, mà tại vì các anh không chịu ngồi, không chịu không không chịu không chịu coi như là hòa hợp thôi,
Nói đúng là người Cộng sản cũng không cần phải mà xây hòa hợp hòa giải với các anh để làm gì. Tại vì các anh là những người thua cuộc, là những người bại trận thôi. Mà người ta đã khiêm nhường xuống để đặng mà hòa hợp hòa giải với những người mà gọi là chống cộng ở hải ngoại. Nhưng mà tại vì các anh quá ngoan cố, các anh không chịu, các anh muốn làm cha người ta. Nói bây giờ hòa hợp tôi phải ngồi ở trên cái ghế nào đó, tôi phải được cái chỗ này đó. Các anh muốn ngồi làm cha người ta không mà. Xong khi xây dựng đất nước thì ngồi đó chỉ trích, ngồi đó chỉ trích xuyên tạc phá hoại. Rồi bây giờ mình hết chủ đề ung thư rồi, nói qua bên rồi tới cái chủ đề này nữa. Em có nhiều chủ đề em hỏi anh lắm. Chà, chủ Bây giờ đề em hỏi nhiều anh nha. Chủ đề về tài nguyên khoáng sản. Ở bên Mỹ có à, tài nguyên khoáng sản không? Anh nói chủ đề có này chứ, giùm cho em đi. có chứ. Rồi sao? Tài nguyên Anh so tài khoáng sản nguyên Mỹ khoáng sản bên Mỹ và Việt Nam mình sao? Việt Nam mình á. Việt Nam mình làm gì? Việt Nam mình chỉ là những người đi làm công thôi. Tài nguyên khoáng sản bên Mỹ hơi bị nhiều đó, nó có nhiều, cũng mỏ dầu như Alaska nè. Alaska đó là một cái tiểu bang tài nguyên khoáng sản hơi bị nhiều, và những cái tác xịt nó cũng có những cái dầu hỏa, nhưng mà bây giờ nó bớt rồi. Và nhiều tiểu bang khác thì nó khai thác vàng và những cái mỏ than, những nhiều cái mỏ. Nói chung nước Mỹ nó là một cái tài nguyên rất là lớn chứ không phải là ít. Ngày xưa thằng Mỹ, thằng da trắng đó, nó mê cái nước Mỹ là gì? Nước Mỹ nó vàng, nó qua nó cướp của thằng da đỏ. Thằng da đỏ nó không phải nó ngu, vàng hả, suối chảy vậy nè, vàng nó nổi lên vậy nè, mà nó không có biết cái đó là cái gì. Ông Christopher Columbus á, mấy thằng da trắng đó, nó qua nó thấy một cái đất nước khủng khiếp. Phải nói là bởi vì nó qua rồi đó, nó đi nhiều mỏ vàng ở những tiểu bang khác, bây giờ còn là những cái mỏ vàng mà nó đào, mỏ than, mỏ này nhiều lắm. Đấy thì nó khoáng sản thì nó là của quốc gia thôi, thì nhưng mà nó đưa tư nhân khai thác rồi ăn chia, nó là như vậy chứ đâu phải là anh kiếm được cái mỏ khoáng sản đó là anh hưởng hết đâu. Nó ăn chia trong đó, tại vì nhiều đa số những Không, cái em đất dẫn của mời anh Mỹ đó, Duy Hoàng lên mà. Anh Duy Hoàng em cho anh lên chứ. Anh đợi em nó mới nói chuyện đi. tại Thì vì anh nói đi anh. ok, anh Duy Hoàng muốn lên thì để anh Duy Hoàng lên đi, để em hỏi Để anh cho anh nóng Duy lòng. Hoàng lên đi rồi em mời anh lại. Nha. Ok, Rồi, em ừ chào anh. rồi.